Chào mừng các bạn đã quay trở lại với G Music. Mình là Vĩ Siêu. Trong video trước, mình có cùng các bạn tìm hiểu về cách thức kết nối thiết bị Rack Mixer Digital M16 của hãng Marani với máy vi tính. Trong video này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về giao diện của phần mềm điều chỉnh thiết bị M16 trên máy tính. Nếu như các bạn chưa có hoặc chưa tải phần mềm này, các bạn có thể vào mục mô tả ở dưới, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào mục phần mềm trên website G Music của chúng tôi để tải về. Và nếu như các bạn chưa có thiết bị M16 trên tay, các bạn cũng có thể cài đặt phần mềm và vào mục demo của phần mềm để trải nghiệm. Và bây giờ mình xin phép cùng các bạn cùng tìm hiểu về cái phần mềm này nhé. Sau khi các bạn tải phần mềm Mixer Series của Marani cài đặt và mở lên thì các bạn sẽ có được một giao diện như vậy. Đây là giao diện khi các bạn chưa kết nối với thiết bị Mixer. Thì nếu như các bạn chưa có thiết bị M16, các bạn vẫn có thể tải phần mềm này và trải nghiệm phần mềm giao diện trực tiếp trên đây, và các bạn có thể điều chỉnh các thông số y như là đang điều chỉnh trên thiết bị Mixer. Sau đó các bạn có thể lưu lại, sau này có Mixer M16, các bạn có thể tải cái giao diện này lên Mixer thì mình có thể sử dụng ngay. Và bây giờ mình sẽ nói sơ về cái giao diện của phần mềm Mixer để một cách trực quan thì mình sẽ kết nối vào Mixer M16 hiện mình đang có tại đây, và hiện tại mình đang thu âm trực tiếp bằng đường line số 8 của Mixer, và mình có ghi âm lại bằng phần mềm USB tại đây. Rồi, hiện tại thì phần mềm đang được ghi âm. Rồi, hiện tại trước mắt các bạn là cái Mixer M16 giao diện đã được kết nối. Thì đầu tiên mình xin phép chia ra cái giao diện phần mềm này thành 9 khu vực cho các bạn. Khu vực thứ nhất là các khu vực Edit, sẽ bao gồm các mục Mixer, Input, Effect, Auto Mix, Ducker, Feedback Destroy, Main, các kênh ốc 1, ốc 2, ốc 3, ốc 4. Rồi cái level để chúng ta điều chỉnh các cái kênh Output. Rồi 4 cổng Digital Controller Amplifier. Và cuối cùng là mục Setup là để chúng ta kết nối với cái Mixer. Thì bên phải chúng ta sẽ có 3 mục. Một là mục USB là để các bạn ghi âm trực tiếp trên USB như mình đang thực hiện ở đây và phát lại cái phần ghi âm. Hai là cái mục RTA. RTA này là để chúng ta có thể theo dõi các thông số của Mixer tại cái kênh channel. Ví dụ bây giờ mình mở ở đây, đây, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, chúng ta theo dõi cái đo sóng trực tiếp trên cái kênh tín hiệu. Và cái dòng cuối cùng là dòng English và cái ngôn ngữ của cái Mixer. Hiện tại thì Mixer M16 chỉ hỗ trợ phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung thôi các bạn. Rồi đó là mục số 1. Mục số 2 là phần giao diện của Mixer nha bạn. Đó là cái mục số 2 ở đây. Chúng ta sẽ thấy đầy đủ giao diện của 16 kênh nếu đối với Mixer M16. Và tiếp theo là mục số 3 sẽ là khu vực theo dõi và điều chỉnh monitor. Ở phần monitor này các bạn có thể điều chỉnh cái phần âm thanh nó ra từ các cổng, ví dụ là cổng main left right nè, ốc 1, 2, 3, 4, hoặc là ở cái main bus. Và mục thứ tư sẽ là khu vực main left right, tức là cổng ra chính của cái Mixer. Ở đây các bạn điều chỉnh lớn nhỏ của âm thanh cổng main left right nha các bạn. Rồi, mục số 5 là khu vực chúng ta sẽ lưu lại cái giao diện lên vào thiết bị máy tính, hoặc là chúng ta sẽ lưu vào cái cài đặt vào Mixer, hoặc chúng ta có thể reset lại toàn bộ Mixer trở về cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có mục M16 hoặc M28, đó là để khi bạn kết nối vô thiết bị M16 hoặc M28 thì phần mềm sẽ tự động nhận diện cho các bạn biết. Rồi đó là khu vực thứ 5. Và khu vực thứ 6 là phần bus. Phần bus này là các bạn sẽ theo dõi toàn bộ các kênh thông số trên của 16 kênh. Ví dụ chúng ta hiện tại đang là bus ở main chính. Rồi chúng ta sẽ có ốc 1, ốc 2, ốc 3, ốc 4 và 4 effect của từng kênh nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình muốn thay đổi kênh nào thì mình sẽ đánh lên cái kênh đó. Đấy, cái phần này thì mình sẽ đi sâu hơn về ở cái phần input cho các bạn. Rồi mục số 7 là chúng ta cái mục toàn bộ các dãy line của Mixer. Chúng ta sẽ điều chỉnh về độ lớn nhỏ nè, rồi chúng ta sẽ group hoặc chúng ta sẽ mute hoặc solo của từng kênh.
Rồi cái này mình sẽ cũng có một video nói rõ hơn về cái phần này trong cái phần input luôn cho các bạn ha. Cuối cùng là cái phần mục số 8 là phần FX nha các bạn. Effect với lại main. Rồi, mục số 9 là cái phần mute để chúng ta có thể mute toàn bộ cái group mà mình đánh dấu, hoặc là chúng ta để mục solo ở toàn bộ cái group mà mình đánh dấu luôn. Rồi, đó là chính mục trong phần giao diện cơ bản của phần mềm Mixer. Như vậy là mình đã cùng các bạn tìm hiểu sơ lược về các mục trong giao diện của cái phần mềm điều chỉnh thiết bị Mixer Digital M16 của Marani. Trong video tiếp theo mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu sâu vào mục Input kết nối cũng như cách đổi tên các channel trên Mixer. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đừng quên đăng ký và theo dõi kênh G Music để xem các video hướng dẫn cũng như là giới thiệu các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.